cùng cập nhật tình hình chiến sự nóng rực ở Đông Âu. Nga tiếp tục không kích nhiều vụ bão, Ukraine chống trả ra sao? Đáng chú ý, chuyên gia chỉ ra tiêm kích F-16 là ác chủ bài để Ukraine cô lập bán đảo Crimea. Có phải màn thể hiện của tên lửa Patriot ở Ukraine khiến Mỹ cũng phải ngỡ ngàng? Những tin tức đáng chú ý khác, đặc phái viên Trung Quốc đến Nga, thảo luận với Ngoại trưởng Lavrov về Ukraine. Thủ tướng Đức bác bỏ mọi kịch bản hòa bình lạnh để kết thúc xung đột Nga-Ukraine. Giữa bối cảnh căng thẳng, Naui thiết lập chuỗi radar mới tựa đôi mắt của NATO ở phương Bắc. Cựu Tổng thống Nga Medvedev gợi ý tỷ phú Elon Musk mở chiến dịch sửa đổi hiến pháp Mỹ quan chức Sudan cảnh báo thảm họa nhân đạo khi các bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah kỷ niệm ngày Israel rút quân với cảnh báo đáng sợ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, nhịp độ trận chiến tàn khốc ở Đông Âu đang tăng nhanh sau khi vùng biên giới của Nga liên tục bị tấn công Giờ đây, các mặt trận ở Ukraine tiếp tục nổi lửa với liên hoàn đòn không kích. Vào tối ngày 25 tháng 5, Moscow dội hỏa lực vào thủ đô Kiev, thành phố Dnipro và các vùng ở phía tây Ukraine. Đến ngày 26 tháng 5, giới chức Kiev tuyên bố nước này đã bắn hạ 10 tên lửa và hơn 20 phương tiện bay không người lái mà Nga dùng bắn phá ác liệt trong đêm. Trước các cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine, Thời gian qua, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phương tiện máy bay không người lái và tên lửa trong tháng này, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng và hậu cần của đối phương. Trong đòn không kích mới của Nga vừa qua, không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 10 tên lửa mà Moscow phóng từ biển Kaspi, cùng 23 UAV cảm tử chết do Iran sản xuất và hai phương tiện bay không người lái do thám. Kiev cũng cho biết, trong cuộc tấn công vừa qua, Moscow đã phóng ra tổng cộng 17 tên lửa và 31 phương tiện không người lái, bắt đầu từ khoảng 10 giờ đêm vào ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương và kéo dài đến 5 giờ sáng ngày 26 tháng 5. Bên cạnh đó, giới chức Ukraine xác nhận nhiều UAV và tên lửa Nga bắn trúng các mục tiêu ở các vùng Kharkiv và Dnipro-Petrovsk. Chưa có cập nhật thương vong. mái của một trung tâm mua sắm, một nhà dân và nhiều xe hơi đã bị hư hại. Theo Reuters, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn vào nước láng giềng cách đây hơn một năm. Kể từ tháng 10 năm ngoái, nước này tung hàng trăm đòn tấn công tên lửa nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở năng lượng của Kiev. Tuy nhiên, giờ đây, Nga đã chuyển trọng tâm, chủ yếu dùng các cuộc tấn công tên lửa để làm gián đoạn các bước chuẩn bị phản công của Ukraine. Tổng kết tình hình chiến trận Đông Âu trong thời gian gần đây, Nga và Ukraine đều tuyên bố tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các thiết bị quân sự và nhiều mục tiêu khác của đối phương ở hàng loạt khu vực, Reuters đưa tin hôm 26 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công ở Kupian, Kharkov, Krasny, Liman, Donetsk, Saporizhia và Kherson. Moscow khẳng định đã dùng các vũ khí chính xác cao để hạ gục nhiều mục tiêu của Ukraine, bao gồm xe bọc thép, pháo binh và kho vũ khí. Hệ thống phòng không của Nga cũng đã đánh chặn nhiều loại pháo khác nhau và hạ gục các phương tiện bay không người lái của Kiev. Về phía Ukraine, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang nước này nói rằng, không quân của Kiev và các đơn vị pháo binh, tên lửa đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào quân đội và thiết bị quân sự của Nga, bao gồm căn cứ, kho đạn dược, radar và nhiều mục tiêu khác. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ hy vọng chương trình đào tạo phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 sẽ bắt đầu trong những tuần tới. Ông nói rằng các đợt huấn luyện sẽ giúp cải thiện khả năng chiến đấu cho không quân Kiev. Cho đến nay, cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine dường như vẫn chưa bùng nổ. Kyiv có lẽ vẫn đang đợi đủ khí tài để phát động tấn công. Trong đó, điều Ukraine mong ngóng nhất hiện nay là tiêm kích F-16. Newsweek hôm 25 tháng 5 đăng bài bình luận cho rằng, Ukraine cần máy bay hiện đại này để cô lập bán đảo Crimea mà Nga đã đơn phương sắp nhập vào năm 2014. Theo Newsweek, Tổng thống Joe Biden đã đồng ý cho phép các đồng minh chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine và Mỹ cũng hứa đào tạo phi công của Kiev sử dụng máy bay này. Tuy nhiên, không ai có thể chắc rằng khi nào khí tải quan trọng đó sẽ tham chiến ở Ukraine. Một chuyên gia nói với Newsweek rằng, có thể khó xác định thời điểm F-16 được triển khai, nhưng có thể dự đoán được nơi chúng được điều động ở chiến trận Ukraine. Brent Tenehill, nhà phân tích kỹ thuật tại tập đoàn REN chỉ ra. Hiện Moscow đang kiểm soát một vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine, chạy từ bờ tây sông Dnieper đến biên giới phía đông của Nga. Cây cầu trên đất liền, nối các vùng lãnh thổ Moscow giành được, đã giúp Nga tiếp vận dễ dàng cho bán đảo Crimea. Tuy nhiên, nếu lực lượng Ukraine chứng minh được khả năng cắt đứt cây cầu này bằng cách tiến quân về phía nam, đến biển Azov thì sau đó lựa chọn duy nhất khả dĩ cho Nga để cung cấp hậu cần cho Crimea sẽ là cầu Kurt bắc qua biển. Ông Tenehill giải thích, Ukraine đã nêu ý định giành lại Crimea nhưng lại muốn chọn cách không đổ máu. Như vậy, giải pháp phù hợp là cô lập bán đảo này thông qua việc cắt đứt tuyến đường tiếp vận. Khi đó, họ cần tiêm kích F-16 để thả tên lửa không đối đất phá tung cây cầu. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, trước khi chạm đến thời khắc quyết định trên, Ukraine cần hoàn thành các bước chuẩn bị vô cùng phức tạp, trong đó các phi công phải được đào tạo, cải thiện đường băng, thiết lập chuỗi hậu cần và điều rất quan trọng là nhiều nước phương Tây phải chấp nhận giảm bớt tiềm kích F16 trong kho dự trữ của mình. Ukraine có thể tự tin làm nên chuyện trong cuộc đối đầu với Nga nhờ nguồn khí tài dồi dào và mạnh mẽ của phương Tây đặc biệt khi liên tục oàn mình với cuồng phong tên lửa Nga, hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ cung cấp được xem là đại cứu tinh. Newsweek hôm 25 tháng 5 dẫn bình luận của chuyên gia quân sự cho biết, việc Kiev thành công sử dụng Patriot trong cuộc chiến với Nga đã khiến Lầu Năm Góc phải kinh ngạc. Tại sao như vậy? Chuyên gia quân sự Ivan Krzyzewski đã có một số đánh giá về cách Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa tiên tiến của Mỹ trong cuộc phỏng vấn với Radio NV của Kiev. Trong đó, ông chỉ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi được viện trợ các hệ thống phòng thủ quan trọng suốt nhiều tháng trước khi được phương Tây gật đầu. Vào tháng 10 năm 2022, Mỹ chấp thuận gửi cho Kiev hệ thống tên lửa Patriot có thể tấn công máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn khi đó, ông Zelensky nói rằng, khí tài này có thể giúp đối phó các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư của Nga. Đức và Hà Lan cũng cam kết gửi hệ thống Patriot cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hồi tháng 4 tuyên bố, hiện nay bầu trời xinh đẹp của Ukraine đã an toàn hơn vì hệ thống phòng không Patriot đã được chuyển đến. Ông Krzyzewski lưu ý, Mỹ đã suy nghĩ trong thời gian dài và thảo luận về việc có nên gửi cho Ukraine Patriot hay không. Hóa ra, lực lượng phòng không chỉ tham gia các khóa đào tạo chớp nhoáng của Ukraine đã có thể thành công làm chủ Patriot và sử dụng hiệu quả ở mức mà lầu năm góc không nghĩ đến. Hệ thống Patriot là tên lửa không đối đất hiện đại, có tầm bắn hơn 65 dặm. Nó có thể phát hiện, theo dõi và tấn công UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa tầm ngắn. Kiev đã dùng hệ thống phức tạp này để đối phó làn sóng không kích từ Nga. Một chỉ huy không quân Ukraine từng chia sẻ trên Telegram rằng, quân đội nước này đã sử dụng hệ thống phòng thủ Patriot để hạ gục tên lửa siêu thanh Kinza mà Nga luôn tự hào là bất khả bại. Nga đã cảnh báo các nỗ lực chuyển giao vũ khí cho Ukraine có thể thổi bùng xung đột. Tất cả khí tài trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow. Trong khi đó, nguồn khí tài phương Tây tiếp tục đổ về Ukraine. Sky News hôm 26 tháng 5 cho biết, Canada sắp cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự mới bao gồm nhiều tên lửa không đối không AIM-9. Bộ trưởng Quốc phòng Canada đã thông báo, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp với nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine trong định dạng Ramstein gồm 50 nước. Được biết cuộc gặp lần thứ 12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia đối tác của Ukraine diễn ra hôm 25 tháng 5. Báo cáo của Sky News cho biết, Canada sẽ viện trợ 43 tên lửa AIM-9 cho Ukraine, trích từ kho dự trữ của không quân Ukraine. Chúng sẽ giúp Kiev bảo vệ bầu trời của mình trước các cuộc không kích liên tục của Nga. Bộ Quốc phòng Canada cũng lưu ý các gói viện trợ đạn dược và lượng nhỏ vũ khí mà nước này công bố hồi tháng trước đã trên đường đến Ukraine. Cụ thể, súng máy, súng trường tấn công và bộ dụng cụ vệ sinh đã được gửi tới Ukraine. Trong khi đó, 1 triệu viên đạn 5,56mm và 4.800 súng trường tấn công dự kiến được chuyển giao trong vài tuần tới. Giữa lúc chiến địa không ngừng sụp sôi, TASS cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tổ chức cuộc họp với các thành viên thường trực trong Hội đồng An ninh Nga vào hôm 26 tháng 5. Phát ngôn viên Điện Kremlin trước đó nói rằng, như thường lệ, các quan chức tham gia cuộc họp sẽ bày tỏ quan điểm về các vấn đề nổi cộng hiện nay. TASS bình luận, như vậy, các cuộc tấn công vùng Belgorod ở phía tây nam nước Nga gần đây có thể sẽ được đem ra thảo luận một nhóm phá hoại và do thám đã xâm nhập vào quận Greyvronsky của vùng Belgorod vào ngày 22 tháng 5. Theo các dữ liệu mới nhất, có 13 dân thường bị thương, một người thiệt mạng do cuộc tấn công này. Tass cho biết, chiến dịch chống cực đoan đã được ban bố ở vùng Belgorod. Cư dân tại bốn nơi đã được sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 5 nói rằng chiến dịch chống cực đoan của lực lượng Nga đã ngăn chặn và loại bỏ các đơn vị dân tộc chủ nghĩa của Ukraine cố xâm nhập khu vực. Hơn 70 thành viên của nhóm này cùng 4 phương tiện chiến đấu và 5 xe tải đã bị phá hủy. Tổng thống Nga thường họp với Hội đồng An ninh Nga theo thông lệ một tuần một lần. Trước cuộc thảo luận, ông Putin thường vạch ra chủ đề cuộc họp kín, thường liên quan đến những vấn đề nổi cộng Do đó, Tash cho rằng cuộc tấn công chấn động nói trên sẽ là nội dung được giới chức Nga thảo luận. Về nỗ lực giải quyết xung đột kéo dài ở Ukraine, như chúng tôi đưa tin, Nga là một trong các điểm đến ở châu Âu của phái đoàn Trung Quốc nhằm thúc đẩy tâm nhìn về hòa giải Ukraine. TASS đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26 tháng 5 dự kiến gặp gỡ ông Li Hui, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu ở Moscow. Chủ đề chính trên bản nghị sự là về xung đột ở Ukraine. Vào giữa tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko thông báo rằng chuyến công du châu Âu là nhằm thảo luận về đề xuất của Trung Quốc liên quan đến giải pháp chính trị ở Ukraine. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow mong muốn đặc phái viên Trung Quốc chia sẻ ấn tượng của ông về các chuyến thăm tới Kiev và châu Âu. Vào ngày 16-17 tháng 5, ông Li Hui đã đến Kiev và tổ chức các cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cùng các quan chức cấp cao khác. Theo TOS, khi đó, đặc phái viên Trung Quốc cho biết không có biện pháp chung nào có thể được sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ cố gắng giúp giải quyết vấn đề. Đáp lại, Kiev đề nghị Bắc Kinh tham gia kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky. Vào ngày 19 tháng 5, nhà ngoại giao Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề Ukraine với Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Wojciech Phía Ba Bà Lan bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình của ông Zelensky và hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thuyết phục Nga làm theo kế hoạch đó đáp lại, đặc phái viên Trung Quốc đã đề cập đến lộ trình 12 điểm của Bắc Kinh. Vào ngày 24 tháng 5, phái đoàn Trung Quốc đã đến Pháp và Đức. Nhà ngoại giao nói rằng Bắc Kinh ủng hộ ý định của châu Âu trong việc giải quyết gấp rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như những nỗ lực của các nước nhằm đảm bảo ổn định lâu dài trên lục địa châu Âu. Cũng bàn về cách hóa giải cuộc khủng hoảng Ukraine, Tass ngày 26 tháng 5 dẫn lời Thủ tướng Đức cho rằng ông phản đối bất kỳ hòa bình lạnh nào ở Ukraine và Kiev nên đưa ra các điều kiện cho hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corner State Ejager đăng tải hôm 26 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Nga phải hiểu rằng không thể kết thúc chiến tranh bằng cách tạo ra tình trạng kiểu như hòa bình lạnh chẳng hạn, bằng cách biến tiền tuyến hiện nay thành biên giới mới giữa Nga và Ukraine. Theo nhà lãnh đạo, điều đó sẽ giúp Nga hợp pháp hóa kiểm soát lãnh thổ. Thay vào đó, kết thúc chiến tranh phải bằng việc thiết lập một nền hòa bình công bằng với điều kiện tiên quyết là Nga phải rút quân khỏi Ukraine, Thủ tướng Đức nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời liệu điều đó có áp dụng cho Crimea hay không. Theo nhà lãnh đạo, Ukraine phải là bên xây dựng các điều kiện. Trước đó, Bộ Quốc phòng Đức tiết lộ gói hỗ trợ quân sự mới nhất với tổng giá trị 2,7 tỷ euro dành cho Kiev, bao gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 30 xe tăng Leopard 1A5, 200 máy bay không người lái trinh sát, phương tiện hậu cần, 4 hệ thống phòng không iris -T, SLM cũng như đạn dược. Danh sách này cũng bao gồm 18 khẩu pháo tự hành và 100 xe chiến đấu bọc thép tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Đức cho biết Berlin đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ trị giá 17 tỷ euro kể từ tháng 2 năm ngoái. Theo Sputnik, ngày 26 tháng 5, Na Uy gần đây đã trình bày kế hoạch xây dựng chuỗi radar nhằm nâng cao năng lực vô tuyến điện tử của chính nước này cũng như của NATO. Mạng lưới 8 radar mới đang được xây dựng trên khắp Na Uy được coi là phương tiện mở rộng phạm vi giám sát của quốc gia Bắc Âu. Đặc biệt, hệ thống được mệnh danh là đôi mắt của NATO ở phương Bắc. Cơ sở đầu tiên trong chuỗi radar sẽ được xây dựng tại Gerihagen ở vùng Ringerike, phía bắc thủ đô Oslo trước mùa thu năm 2025. Công tác xây dựng đã được tiến hành. Chính quyền đã đóng cửa các sườn núi Kirkehagen để chuẩn bị cho dự án. Trưởng dự án Elvas Neve thông báo, cơ quan quốc phòng Na Uy thuộc Bộ Quốc phòng Na Uy sẽ xây dựng tổng cộng 8 radar mới trên khắp đất nước. Các hệ thống mới sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Na Uy và trở thành đôi mắt của NATO ở phương bắc. Theo Sputnik Na Uy sẽ đầu tư 8 tỷ NOK, 720 triệu đô la Mỹ vào 8 hệ thống radar trải khắp đất nước từ vùng Ringerike ở phía nam đến thị trấn Vado ở miền bắc. Lực lượng không quân Na Uy sẽ vận hành các hệ thống. Năm trong số chúng sẽ được thiết lập ở các địa điểm mới, trong khi ba trạm radar hiện có sẽ được nâng cấp. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết, cùng với máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, các hệ thống radar sẽ bảo vệ không phận của Na Uy hiệu quả hơn, đồng thời cũng tăng quyền tự do hành động của lực lượng quân sự. Theo đó, các radar mới sẽ cho phép lực lượng vũ trang Na Uy duy trì hoạt động giám sát liên tục đối với cả Na Uy và các vùng lân cận. Chiến đấu cơ, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành một phần quan trọng của chiến tranh hiện đại. Do đó, điều quan trọng là phải sở hữu các hệ thống có thể giám sát lĩnh vực này. Không chỉ cho chúng tôi, mà còn cho các đồng minh NATO. Những radar sẽ cải thiện đáng kể phạm vi giám sát của chúng tôi, Bộ trưởng Quốc phòng Bjorn Ariel Gram tuyên bố. Vào năm 2022, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Becker Jensen từng thừa nhận rằng một phần lớn các radar ngày nay đã sát hạn sử dụng và cần được đổi mới nhằm đáp ứng các thách thức trong tương lai. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa qua đã có chuyến thăm tới Việt Nam. Tại đây, ông đã đưa ra gợi ý rằng tỷ phú Elon Musk nên bắt đầu chiến dịch nhằm sửa đổi hiến pháp Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng được phóng viên hỏi về khả năng CEO của Tesla có trở thành Tổng thống Mỹ tương lai hay không, theo hãng thông tấn TASS. Dutch dẫn lời ông Dmitry Medvedev gợi ý tỷ phú Elon Musk nên mở chiến dịch sửa đổi yêu cầu của Hiến pháp Mỹ đối với ứng cử viên Tổng thống. Trong chuyến thăm tới Việt Nam, ông đã được báo giới hỏi rằng liệu Nga có muốn coi Elon Musk là Tổng thống tương lai của Mỹ hay không? Vị quan chức trả lời rằng doanh nhân này không có quyền làm như vậy. Nhưng nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ nghĩ đến việc mở một chiến dịch sửa đổi Hiến pháp, ông Medvedev nói thêm. Theo TOS, điều 2 của Hiến pháp Mỹ quy định rằng, chỉ người được sinh ra là công dân Mỹ hoặc công dân Mỹ tại thời điểm hiến pháp này được ban hành mới có đủ điều kiện cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Bush sinh ra và lớn lên ở Pretoria, Nam Phi. Ông có ba quốc tịch, Mỹ, Canada và Nam Phi. Ở diễn biến khác, thống đốc Bắc Sulawesi, tỉnh phía Bắc Indonesia hôm 26 tháng 5 nói với Sputnik rằng Indonesia là một quốc gia trung lập và sẽ không chấp thuận thiết lập các căn cứ quân sự của Mỹ ở trên lãnh thổ của mình như Philippines. Ông Dondo Kembe đã nhấn mạnh rằng hệ thống chính trị của Indonesia phụ thuộc vào hai nguyên tắc là chủ nghĩa tích cực và tự do. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ chọn phe trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các cường quốc. Chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình. Vì vậy, viễn cảnh xuất hiện căn cứ quân sự Mỹ ở Indonesia là điều không thể, vị quan chức lưu ý thêm, mặc dù Bắc Sulawesi gần với Philippines và vùng biển tranh chấp, tỉnh này không cho là mình đang là tâm điểm trong cuộc xung đột ở khu vực. Được biết hồi đầu tháng 5, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã nói rằng, chính phủ Philippines phản đối mọi hành động khiêu khích quân sự trên lãnh thổ của mình. Ông đồng thời nhấn mạnh không cho phép quốc gia mình bị biến thành bàn đạp cho các chiến dịch quân sự của bất kỳ quốc gia nào. Tại Úc, 20 tổ chức thể thao ở nước này hôm 26 tháng 5 đã tuyên bố ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý, công nhận người bản địa trong hiến pháp khi đất nước kỷ niệm ngày xin lỗi, đồng thời thừa nhận người thổ dân đã bị đối xử bất công suốt nhiều năm qua. Theo Reuters, các tổ chức thể thao gồm cricket, golf, đua xe thể thao, bóng lưới và cầu lông đã cam kết ủng hộ đề xuất thành lập tiếng nói tại Hạ viện, một ủy ban tư vấn sẽ đưa ra lời khuyên cho các nhà lập pháp về những vấn đề liên quan đến người bản địa. Tuần trước, đội tuyển bóng bầu dục Liên hiệp quốc gia Úc và giải vô địch bóng đá Úc đã tuyên bố ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý sẽ tổ chức giữa tháng 10 và tháng 12 trong đó các cử tri được hỏi rằng liệu họ có muốn thay đổi hiến pháp bao gồm việc thành lập ủy ban tiếng nói hạ viện hay không các cựu vận động viên cũng tuyên bố ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý và thúc đẩy chiến dịch có tên là nói có với cuộc trưng cầu nhà vận động chiến dịch có tin parkin nói với sự đoàn kết một lòng các đơn vị thể thao quốc gia đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng cuộc trưng cầu dân ý có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người bản địa và cả chúng ta với tư cách là con người chiếm khoảng 3,2% trong tổng số 26 triệu dân của Úc, người thổ dân đã bị những kẻ cai trị anh gạt bên lề và không được đề cập trong hiến pháp 122 năm tuổi. Trong khi phần lớn người bản địa ủng hộ ủy ban tiếng nói, nhiều người khác lại cho rằng đó là bước đi làm sao nhãng nỗ lực giải quyết những vấn đề thực tiễn tác động đến cộng đồng người thổ dân. Nhà lập pháp Justita Nampin Jimpa Price, một người bản địa, phản đối trường cầu dân ý cho rằng các tổ chức thể thao nên tránh can dự vào vấn đề chính trị. Ngày xin lỗi ở Úc kỷ niệm sự kiện hàng ngàn trẻ em người bản địa đã bị buộc rời khỏi gia đình và chuyển đến sống ở xã hội người da trắng vào đầu những năm 1900 và khoảng năm 1970 theo chính sách của chính phủ. Liên quan đến Nhật Bản, một cựu nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima vừa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với kế hoạch xả nước nhiễm hạt nhân ra Thái Bình Dương của chính phủ. Anh nghiêm túc cảnh báo bởi những hệ quả về kinh tế và sức khỏe có thể gây ra tác động lâu dài đến thế hệ tương lai. Reuters cho hay, vào tháng 4 năm 2021, chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy đã đưa ra quyết định gây tranh cãi là bắt đầu đổ hơn 1 triệu tấn nước thải hạt nhân ra biển trong khoảng thời gian 30 năm. Phần lớn cư dân ở Fukushima phản đối kịch liệt kế hoạch xử lý. Người dân địa phương đã tổ chức hơn 30 cuộc biểu tình để phản đối quyết định này trong 2 năm qua. Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về kế hoạch xử lý nước thải được đề xuất, một phái đoàn gồm các chuyên gia Hàn Quốc vừa kết thúc chuyến tham quan kéo dài 2 ngày tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản. Theo kế hoạch, phái đoàn sẽ tổ chức một cuộc họp kỹ thuật với Nhật Bản trong ngày 25 tháng 5 để cung cấp những đánh giá về kế hoạch xả thải. Mặc dù vậy, Shumio Kono, cựu nhân viên nhà máy Fukushima, tỏ ra vô cùng không hài lòng với quyết định xả thải và cách xử lý hậu quả sau thảm họa hạt nhân. Họ đang cố làm gì vậy? Điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Đây là điều không bao giờ nên làm. Trước đây, họ đã nói về việc xả nước nhiễm hạt nhân ra biển và chúng tôi đã phản đối. Tôi không ngờ điều đó lại xảy ra. Đây là một quyết định đột ngột khiến chúng tôi cảm thấy bị đánh lừa và rất tức giận, anh Shumio Kono cho biết. Được biết, sau sự cố dò dỉ hạt nhân tại nhà máy Fukushima 12 năm trước, anh Kono đã phải xin nghỉ việc tại nhà máy điện và đến trú ẩn tạm thời cùng các thành viên trong gia đình anh bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch từ năm 2016. Tuy nhiên, kế hoạch xử lý nước thải một lần nữa có thể làm gián đoạn cuộc sống của anh khi Connor không thể khuyến khích du khách đến khu vực được coi là không an toàn. Đối với tôi và rất nhiều người xung quanh, đời sống của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Công việc hướng dẫn viên và tài xế sẽ ngày càng ít đi vì nhiều đoàn khách du lịch không còn đến Fukushima để ở lại và dùng bữa. Anh Connor cho biết thêm anh cũng lo lắng rằng ngoài việc ngành du lịch mất sinh kế ngành thủy sản của fukushima cũng chịu tác động nghiêm trọng anh nói đa số người dân phản đối phương án xả thải ra biển vì sẽ ảnh hưởng đến nghề cá và nông nghiệp người dân cũng cho rằng nếu xả nước thải ra biển thì sẽ không bao giờ có cá biển ngon nữa, cá sẽ không có người mua. Nếu mọi người nghi ngờ cá có độc, họ sẽ không muốn ăn chúng. Reuters cho hay, Sumio Kono là một trong số những nhà hoạt động tích cực lên tiếng bày tỏ quan ngại với hy vọng nâng cao nhận thức của công chúng về tác động kinh tế và rủi ro tiềm ẩn của kế hoạch xả thải hạt nhân ra biển. Anh hy vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ lên tiếng phản đối kế hoạch xả thải vì hành động này sẽ làm ô nhiễm đại dương và gây ra những hệ quả kéo dài đối với thế hệ tương lai. Tại châu Phi, một quan chức cấp cao của Kenya vừa lên tiếng bác bỏ thông tin từ Reuters cho rằng bài báo mô tả về việc Trung Quốc tấn công mạng Kenya là một sản phẩm tuyên truyền. Được biết, Reuters ngày 24 tháng 5 đăng một bài báo cho biết, tin tặc Trung Quốc đã thực hiện một loạt vụ xâm nhập kỹ thuật số nhằm vào các bộ và tổ chức nhà nước quan trọng của Kenya với mục đích thu thập thông tin về các khoản nợ của quốc gia này với Bắc Kinh. Reuters ngày 26 tháng 5 dẫn lời ông Raymond Omolo, thư ký an ninh nội bộ và hành chính quốc gia Kenya cho rằng, bài báo của Reuters là một sản phẩm tuyên truyền được tài trợ. Trung Quốc là quốc gia đã cung cấp cho Kenya cơ sở hạ tầng mạng của chính phủ. Vì vậy, chẳng có lý do gì quốc gia thiết kế phải xâm nhập vào hệ thống mà họ cài đặt. Việc các phương tiện truyền thông nước ngoài phổ biến thông tin một cách rộng rãi và nhanh chóng cho thấy một cuộc tấn công có giản dựng, có chủ đích nhằm chấm lại chính quyền Kenya. Ông Raymond Omolo nhấn mạnh, sau phát biểu từ vị quan chức Kenya, phát ngôn viên Reuters giữ quan điểm về bài báo khẳng định các thông tin của cơ quan truyền thông này luôn được dựa trên những cơ sở đáng tin cậy. Thưa quý vị, các cuộc đụng độ mới giữa những phe phái quân sự tại Sudan có thể làm hỏng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần, đe dọa đến cuộc sống của những người dân địa phương vốn đã gặp nhiều khó khăn suốt thời gian qua. Được biết, thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5. Theo thỏa thuận này, các bên đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp và phân phối các vật phẩm hỗ trợ nhân đạo, đồng thời khôi phục lại các dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn chỉ được duy trì trong thời gian ngắn, chỉ một ngày sau, đụng độ bùng phát trở lại và hai bên lên tiếng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Reuters cho hay, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trong ngày 24 tháng 5 ảnh hưởng đến thủ đô Khartoum và các thành phố lân cận như Paris và Omdurman. Được biết các cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng vũ trang Sudan và RSF đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với cuộc sống của người dân. Nhiều người sinh sống ở thủ đô buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi đó các cửa hàng và ngôi nhà trong thành phố bị bỏ trống và khóa cửa. Những người ở lại thành phố rơi vào tình trạng thiếu điện nước và thiếu các dịch vụ vật tư y tế. Jaffer El một người dân địa phương cho biết, Khartoum đang trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi tình trạng mất điện thường kéo dài tới 3 ngày liên tiếp. Việc cắt nước có thể kéo dài trong 5 ngày hoặc thậm chí một tuần. Bên cạnh đó, xung đột cũng dẫn đến lượng rác thải tăng lên đáng kể và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Và lúc này, rác thải không được thu gom và chất đống trên đường phố gây ra rủi ro đối với sức khỏe người dân rác thải là nguồn gốc của muỗi và bệnh tả. Gần đây, vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở Sudan. Vì lý do an toàn, không có biện pháp khử trùng hoặc diệt côn trùng nào được áp dụng. Nhiều khu vực xe rác không thể tiếp cận để xử lý. Mùa mưa đang đến gần, các bệnh truyền nhiễm do muỗi có thể còn gây ra hậu quả tệ hại hơn chiến tranh. Monster Yusuf Shawani, một quan chức chính phủ tại thủ đô Khartoum, cho biết. Thưa quý vị, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah của Liban cho rằng Israel mới là quốc gia nên lo ngại chiến tranh bùng phát bởi việc tính toán sai lầm có thể dẫn đến sự kết thúc cho chính quyền Tel Aviv. Reuters trích lời phát biểu ngày 25 tháng 5 của ông Sayed Hassan Nasrallah, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah cho biết Israel đang tính toán sai lầm ở giải Gaza, khu vực bờ Tây, Palestine, Liban, Syria và Iran. Động thái này có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn trong khu vực và gây ra rủi ro với Israel, thậm chí có thể dẫn đến sự kết thúc cho chính quyền David. Ông Nashla cảnh báo. Được biết, những phát biểu của ông Nashla được đưa ra trong ngày kháng chiến và giải phóng, dịp kỷ niệm việc Israel rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Để đánh dấu sự kiện này, Hezbollah đã tổ chức một sự kiện truyền thông hiếm hoi ở miền Nam Liban vào ngày 21 tháng 5. Trong đó, các thành viên của nhóm thực hiện nhiều hoạt động quân sự, chiến đấu bằng xe mô tô và các bài tập tấn công khác. Được biết, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã đụng độ với Israel nhiều lần từ năm 2006. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh giữa hai bên chưa leo thang thành một cuộc đối đầu quy mô lớn. Còn tại Nam Phi, Chu kỳ tăng lãi suất tại quốc gia này đang kéo dài hơn với mức tăng nhanh so với dự đoán ban đầu do tình trạng cắt điện liên tục và lạm phát. Nhưng diễn biến trên đã gây thêm áp lực lên các hộ gia đình và doanh nghiệp vốn gần như không thể tồn tại trong nền kinh tế đã ốm yếu. Reuters hôm 25 tháng 5 cho biết, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi đang đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan đó là giữ cho tình trạng lạm phát tiếp tục tăng mà không tác động đến đả tăng trưởng kinh tế vốn đã ỉ ạch. Ngân hàng đã tăng lãi suất repo 425 điểm cơ bản từ tháng 11 năm 2021, nhưng lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao. Trước khi khủng hoảng năng lượng trở nên tồi tệ hơn vào cuối năm 2022, Nam Phi đã chịu áp lực từ tình trạng giá cả leo thang do ảnh hưởng từ các yếu tố toàn cầu gây gián đoạn chuỗi cung ứng bao gồm đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine. Lạm phát giá cả tiêu dùng CPI thường niên đã tăng lên mức 7,8% trong tháng 7 năm 2022, mức cao nhất trong 13 năm. CPI nằm ở mức 7,1% trong 3 tháng vừa qua duy trì trên mức mà ngân hàng trung ương đặt ra là khoảng 3% đến sáu Nompum Meledo encomo một người thợ làm móng chia sẻ chi phí sinh hoạt rất cao cùng với đó là tình trạng mất điện xảy ra liên tục tôi thậm chí không thể giúp đỡ gia đình vì không có điện tôi không thể làm gì không có gia đình giúp đỡ chắc tôi chết mất Chuyển sang một số tin tức liên quan đến đời sống, kinh tế, xã hội. Reuters cho biết, các tàu kéo đã làm nổi một tàu lớn mắc cạn ở kênh Đào xuê trong thời gian ngắn, nhờ đó thông suốt tuyến vận tải đường thủy tấp nập nhất thế giới, Ban Quản lý kênh Suez cho biết. Công ty vận tải Let's Agency xác định, con tàu bị mắc kẹt vừa qua dài 190 mét, có tên là Sin Hai Thong 23. Nó là một tàu chở hàng rời. Ban quản lý kênh đào nói rằng, Họ đã nhận được thông tin con tàu gặp sự cố về động cơ và đã triển khai tàu kéo và thành công làm nổi con tàu. Quá trình trên đã bị trì hoãn trong thời gian ngắn do cáp kéo bị hỏng. Giới chức xác nhận hoạt động vận chuyển cả hai chiều sẽ trở lại bình thường ngay khi quá trình lai dắt hoàn thành. Khoảng 12% chuyến hàng thương mại trên thế giới đi qua kênh đào Suez vì đây là tuyến vận tải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại